Diesen deiner Schule werde ich sprechen. Solange ich lebe, werde ich mein Widerstand nicht brechen. Ich werde sprechen, wenn die Rechten wieder helfen. Und wenn Menschen brechen, brechen, stehen geschlossen mit den Schwächsten. Und nicht die Viele, die genauso wie wir aufstehen. Ärgern so viele, dass die AfD sich auf. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Khoai Tây nói đi. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Dạ, xin chào bà con. Dạ. Bà đi lên nhà bà con à. Bữa nay trời mưa mưa cho nên thành ra gia đình Khoai Tây rút kinh nghiệm cầm hai cái dù theo. Bông hoa Khoai Tây cầm. Hôm nay ba Khoai Tây đưa cả gia đình đi chơi nữa ông bà cô chú ơi. Mình sẽ chạy qua một cái thành phố khác. À, thành phố cũng gần đây nhưng mà nó bự hơn. Mình sẽ đi tới thành phố Dresden. Tại vì hồi nãy á, lọ mọ cho nên thành ra là đi bị trễ. Không có bắt được cái chuyến tàu ở gần nhà. Cho nên thành ra là đi bộ ra đây luôn. Tàu ơi hả? Tàu chưa tới đâu con à. Đây tàu lửa tới à. Chở có Khoai Tây á. Chở có Khoai Tây ngồi với má ha. Khoai Tây có cái giỏ đẹp lắm bà cô chú à nó. Khoai Tây có nhiều giỏ lắm. Tàu nè. Tàu nè, chỉ qua cái tàu khác à. Tàu vô bến rồi, đây là bến Chemnitz nè. Tàu chạy rồi. Kia là cái tàu cũ à. Tại vì ở thành phố này đang có cái bảo tàng đang mở cái triển lãm mấy cái con tàu cũ á, cho nên thành ra là ở trên đường thấy quá trời tàu cũ luôn. Khoai Tây đứng mặt ở tàu không tàu mà xong bây giờ đây là con tàu cũ mọi người đi trải nghiệm nữa này. Đây nè, đây nè đầu máy tàu cũ nè đó, xe lửa cái đó. Chính xác là xe lửa luôn á chứ. Tàu thì tới bến rồi. Tới bến luôn. Đúng rồi. Tới bến làm gì? Mang giày vô cho Khoai Tây rồi Khoai Tây đi bộ. Bây giờ cho Khoai Tây ăn trưa tại vì vừa tới nơi là cũng giờ cơm trưa luôn. Ăn cho Khoai Tây ăn uống xong xuôi no nê rồi bắt đầu mình sẽ đi lòng vòng. Ai Khoai Tây ăn hết cái hũ rồi đó mà cô chú à, đó bữa trưa Khoai Tây đã xong, giờ đi chơi cho thoải mái nè. Thank you.
chim ăn bánh á. Chim ăn bánh đi. Mới ăn no xong ngủ rồi mà cô chú. Khoai tây đi chơi mà nửa thời gian là ngủ không ăn bao cô chú. Bây giờ gia đình Khoai Tây sẽ đi vô phố cổ. Nhà hàng Việt Nam này ngày xưa má Khoai Tây với lại dì Út á có ghé nè, ghé ăn. Rủ ba Khoai Tây đi vô trong nhà thờ coi. Ông nói trời thôi thôi anh không muốn vô đâu. Cả nguyên một tuổi thơ của anh là toàn là đi nhà thờ không à. Đâu có gì đâu mà để coi. Đây là chuyện bình thường với lại họ rồi. Để ví dụ như mình người nước ngoài mình hay vô coi. Dậy rồi. Có tay về ngủ xong rồi đó. Dậy rồi, dậy đi tham quan con ha. Ngủ nhiêu đó thôi lấy lại sức nha. Để mình đi tham quan. Ở đâu cũng có lô cốt để xây dựng hết à. Thank you.
cơm thì xỉ. Nhìn ngựa mà thích thú à. Đúng mà cái chỗ này rất là đẹp mọi người ơi. Đây là phố cổ nè, khu phố cổ, cho nên thành ra là mấy cái tòa nhà cổ cổ này còn ấy xì luôn không? Rêu phong luôn, nhìn nó đẹp dễ sợ luôn á. Bà Khai Tây nói là vào năm 1670 là một vị vua được sinh ra đời, rồi sau đó là vị vua đó băng hà vào năm 1733. Augusto. Đẹp lắm luôn mọi người, nhìn nó đẹp ghê. Vaxonia vaccine. Mình sẽ đi vô tòa lâu đài cổ này ha. Ở này nhìn. Da kommt schon der nächste. Ja. Bây giờ nó thành nhà hàng rồi, với lại bảo tàng lịch sử. Đây
là cái tòa lâu đài ở Dresden. Nó có tuổi thọ là 400 tuổi rồi, gần 400 tuổi. Mang giày vô cho khoai tây để cho khoai tây chạy nhảy nè. Đường trong mấy cái thành phố cổ ở Đức á là nó hay lót đá như gì ghê lắm, xe chạy vòng. Nhưng mà trong khi đó ở bên Hà Lan á, Amsterdam á, thì nó lại lót gạch nung đỏ. Ta chính thức dạo chơi phố cổ nè bà cô chú. Đây khoai tây đi con đi. Đây. Cái đèn đường. Đây người ta chính thức dạo chơi phố cổ nè bà cô chú ơi, nãy giờ hả toàn là ngồi xe đẩy không à, bây giờ mới xuống. Xe buýt tới con. Xe buýt đang đậu. Nghe xe buýt đang đậu chờ khách. Đẩy chưa? Sao con? Người đó hả? Ngồi nào đâu? Này. À cái đây là cái nhà. Nhảy. À nhảy rồi, gọi tao nhảy. Ờ nghe nhạc nhảy đi. Con nhảy đi. À đúng rồi, nhà. Nhạc. À nhạc lên á là nhảy đi. Khách sạn màu vàng này là khách sạn 5 sao ở thành phố này nè. Cái này người ta đang tu sửa hay sao mà dăng dây tầm lâm này. Đây là sản thái là quân. Về không ngay thành phố cổ luôn nè. Xong cái ra ngoài cái là bắt đầu là tới kỳ hiện đại liền. Đây.
hồ này cũng có cá nữa kìa đó, nó quẩy quẩy kìa. Ồ. À, cá bự luôn á. Hồ đục ngầu à mà vẫn có cá nha. Thì ba Khoai Tây dẫn lên cái tòa lâu đài này ha. Có cái cầu bắt vô nè. Là cái tòa lâu đài này được xây dựng rồi, xong cái xung quanh có cái hào ha. Thanh cầu ngày xưa làm bằng gỗ nè, bây giờ qua này thành sắt rồi. Mấy bức tượng này bị hư nè, ở trên kia là hư cái tay ha, rồi gãy cánh tay, bên kia cũng gãy cánh tay, cho nên thành ra người ta làm lại thấy khác liền, thấy không? Bây giờ mình sẽ đi lên trên, lên trên kia đó, mọi người đừng đứng à. Không đi bộ lên hả? Bên kia là quán cà phê. Tao đã thấy nói cái mắt hả? Mấy cái này là mới làm lại rồi. Nhìn là hay. Lúc trước á má Khoai Tây à, lúc trước má Khoai Tây với lại gì Út đi á hả, là mấy cái tượng này nó đen xì giống như bên kia kìa, nó đẹp lắm mà người ta cũng chưa có xây dựng nữa, cho nên thành ra là coi được hết trơn luôn, đẹp. Bây giờ hả sửa chữa tầm lâm hết trơn nè. Ví dụ như cái mặt này nè, nó còn nguyên nè, nhìn nó đẹp dễ sợ luôn ha. Cái xong cái qua bên này thấy nó làm lại mới, cái xong cái nó hết cho chị uổng ha. Bây giờ nó hư thì biết sao đây, phải sửa chứ. Nguyên vậy nè, mới nhìn cái nó không có đẹp như ngày xưa nữa. Giờ phải sửa chữa tùm lum á. Bên cái nóc nhà bên kia cũng hả, một đống mới luôn kìa. Cách đây 6 năm má Khoai Tây là dì Út tới đây chơi, là tại vì đó là dì Út ở bên Pháp á, đi qua Đức đang dự đám cưới của ba má Khoai Tây, rồi xong sau đó là hai chị em đi chơi. Tại ba Khoai Tây phải đi làm, cho nên hai chị em đi vòng vòng qua cái thành phố này nè. Lúc đó nó còn nguyên vẹn nhiều lắm, mà mới có 6 năm mà nó hư hết trơn à. Thay đổi quá trời mà coi nè. Và bây giờ hả, cái sân ngày xưa hả cũng hả gạch đồ ngon lành, gạch cũ đồ ngon lành, bây giờ nếu mà nó sửa lại hết đó thì nó lại thấy mất giá trị ha. Nhưng mà nó rất là đẹp luôn, ngày xưa đẹp lắm. Tượng rồi làm mới rồi hết trơn à ha. Thì mấy cái cũ chắc là nó hư nhiều. Đây cái cổng hồi nãy mình vô mà nó đóng cửa nè. Mình đang đi trên pháo đài ha, mình sẽ nhìn qua xuống cái sân nè. Xuống không? Xuống không? Không có xuống đó đâu con à. Xuống không? Là cái sảnh ha. Mặc dù là người ta dựng lên dàn giáo rồi để sửa chữa mà nhìn nó cũng rất là đẹp. Mình tưởng tượng ngày xưa hả, công chúa hoàng tử ha, quần là áo lược ha, rồi xong sau đó là đi trên cái tường thành này ha, rồi nhìn xuống sân. Đây cái chỗ hồi nãy mình đứng nè.
à, mà không cho vô. Cái này là còn nguyên vẹn nè ha, đó mấy vị thần á, mấy vị thần mà không có chân nè, đẹp dễ sợ luôn, lộng lẫy rồi. Ở trên này cũng vậy nè, đó đó. Này. Sao ngày xưa họ cầu kỳ ghê ha, chỗ nào cũng điêu khắc chạm chỗ rất là cầu kỳ luôn. Đây là đường ra luôn, mình sẽ đi ra ở đây ha. Ja, Junge, warte. Geld aus dem Brunnen ist das. Warte. Warte. À, Junge, Junge, warte, là con nói tiếng Việt làm sao? À, còn tiếng Việt. À, vậy hả? À, Junge, warte, ha. Còn tiếng Việt là anh tắm ha. Khoai tây không có tắm đâu con à. Chỉ có anh tắm thôi à. Khoai tây nhìn thấy mấy cái bức tượng mấy bé trai ở gần cái hồ nước nè. Khoai tây kêu là Dung Gờ Ba Đình, Dung Gờ Ba Đình. Ba khoai tây không hiểu Dung là Ba Đình là gì. Má khoai tây mấy ba hỏi. À đó, xong hỏi câu nói sao nó tiếng Việt. Bắt đầu mới kêu là anh tắm, là mới biết là à, là cậu bé tắm, Dung Gờ là cậu bé đó, Ba Đình là tắm, trời ơi. Ba không hiểu tiếng Đức của khoai tây chứ má, khoai tây hiểu tiếng Việt của khoai tây. Bác nhỏ hả, nói tiếng Đức không chịu hiểu, phải dịch ra tiếng Việt mới chịu hiểu. Đây nè, ông bà cô chú thấy không? Khoai tây, thấy khoai tây đây là anh tắm đó mà cô chú ạ. À. Anh tắm đó. Anh tắm không? Anh không tắm, anh chỉ đứng trên bờ thôi. Khoai tây có tắm không? Ừ.
Khoai tây xuống tắm nè, má bỏ khoai tây xuống tắm nha. Nhiều gì quá ba. Dass ihr euch alle hier seid und wir sehen uns später. Bis dann. Ja, auf die könnt ihr euch gleich freuen. In der Zwischenzeit, solange der restliche Demozug noch nicht da ist, könnt ihr euch gerne auch noch Kuchen holen beim, wie heißen die? VG und Kuchen für Demokratie. Die Jugendlichen haben da extra Kuchen gebacken und sie würden sich sehr freuen. Ein bisschen ist, glaube ich, noch da. Außerdem gibt es das Pizza-Kollektiv und das Waffelmobil. Und genau, holt euch da gerne noch was. Sorgt für euch, trinkt was. Genau. Ah ja, genau. Spendendosen. Spendet gerne noch was für Wir sind die Brandmauer, damit in Zukunft weitere Aktionen für die Demokratie ermöglicht werden können. Und damit wir eure Spenden nicht umsonst verprassen, machen wir eine kleine Umfrage. Wer von euch hat denn Plakate von Wir sind die Brandmauer gesehen? Einmal Hände hoch oder rufen oder so. Ja, okay. Sehr schön. Wer hat denn Flyer von euch im Briefkasten von Wir sind die Brandmauer? Sind da wenigstens noch ein paar. Und wer hat hier über Social Media erfahren für die? Ja, weil das sind die meisten. Sehr schön. Das sind die meisten, aber noch nicht alle. Alle, die uns noch nicht auf Social Media cầu thang lắm ông bà cô chú ơi, đòi ba ơi.
direkt wieder zurück? Nein, man hat trở lại cái chỗ lâu đài của thành phố nè. Residence Slot. Có tuổi 400 á. À, anh đi cầu thang. Phải thấy có đi cầu thang không? Anh đi cầu thang về nhà. Thế ba. Đây mình đi đây. À mình đi ra đón ba. Tây rồi. Ở mấy cái thành phố đẹp đẹp á, sướng ghê luôn á, lâu lâu buồn cái mình chỉ cần cái ra mấy cái chỗ này mình đi dạo là tâm trạng nó thoải mái lên liền.
Đây là nơi giáp ranh giữa cổ và kim. Đây bên đây là cổ ha. Qua bên đây cái là nó mới liền. Những tòa nhà hiện đại nằm ngay bên này luôn. Nằm nhàn nhã ăn táo đã ghen mà cô chú, ăn nguyên một cái táo luôn rồi đó. Hết đốc đồ ghen luôn. Bà chủ kênh mà. Thôi tạm biệt cái thành phố xinh đẹp cổ kính này. Gia đình coi tay chuẩn bị bắt tàu đi về nhà lại. Mình sẽ lên tàu này để không cái đi ra nhà ga chính rồi đi về quay lại nhà ga cũ nè. Giờ mình sẽ bắt tàu đi về lại Chemnitz. Bây giờ là 6 giờ kém 12 phút mà 6 giờ 8 phút mới có tàu, cho nên mình sẽ chờ 20 phút ha. Quay lên tàu. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.